BVA-10 Biowap là thế hệ xe thiết giáp có thể cơ động trên mọi địa hình, do chi nhánh Hagland của tập đoàn B-System tại Thụy Điển thiết kế và sản xuất. Biowap có khả năng di chuyển vượt trội trên mọi địa hình. Xe có thể lội nước, di chuyển trên tuyết, cát và đầm lầy, leo dốc 45 độ, vượt hào rộng 2m, đồng thời có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh giá, ở Bắc Cực hoặc trong môi trường nhiệt đới. Nhờ thiết kế bánh xích lớn, Biowap có thể di chuyển trên các dòng sông băng, ở tốc độ an toàn mà không bị trơn trượt. Một tính năng nổi bật của phiên bản Biowap 2021 là cấu trúc thân kép gồm hai toa gắn với nhau bằng khớp nối. Thiết kế này giúp gia tăng tính linh hoạt cần thiết trong quá trình bẻ lái và cho phép kít lái đưa ra nhiều tùy trình. Biowap có thể vận chuyển người và hàng hóa trên địa hình hiểm trở. Trong một số trường hợp, xe có thể trở thành phương tiện không người lái vận chuyển vật tư, đạn dược, nhiên liệu và các nguồn nhu yếu phẩm khác. Thậm chí, Biowap có thể làm ngựa thồ, kéo tải các hệ thống vũ khí như pháo, súng cối. Biowap có chiều dài 8m, chiều rộng 2,2m, chiều cao 2,5m. Xe có sức chứa tối đa 14 người, trọng tải tối đa là 8 tấn, trong đó tải trọng toa trước là 3 tấn, toa sau là 5 tấn. Được trang bị động cơ diesel tăng áp cabin công suất 275 mã lực, cùng hộp số tự động Allison với 6 số tiến và 1 số lùi. Xe có thể đạt vận tốc tối đa tới 70 km/h trên đường trường và 4 km/h khi lội nước. Phạm vi hoạt động tiêu chuẩn của xe là khoảng 400 km, nhưng trên thực tế, phạm vi này có thể lên tới 1.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo nhà sản xuất, mẫu xe thiết giáp này có thể mang nhiều loại tên lửa chống tăng như Bufferbill hoặc TOW, cũng như tên lửa phòng không Buffer ABS-90 và nhiều hệ thống radar khác. Theo Quân đội Nhân dân, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.